Dạ, xin được nhiệt liệt chào mừng, chào đón các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các quý vị đã về dự chương trình giao lưu ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, cho phép tôi xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi giao lưu của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây, chương trình văn nghệ chào mừng xin được phép bắt đầu. Mở đầu chương trình, mấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau. Mở đầu chương trình là bài hát Khách đến chơi nhà do tốt ca tập thể câu lạc bộ Tình trong tiếng hát trình bày.